Xin chào tất cả các anh chị, các bạn đang xem kênh của Quỳ Auto Sài Gòn, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay nha, bên em vừa mới về một chiếc xe Toyota Vigo 2019 số tự động này, biển số đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh màu trắng. Xe này vừa mới về vào tối ngày hôm qua luôn, bên em cũng chưa dọn vệ sinh, chưa làm gì xe hết luôn. Này anh chị thấy nha, cái vỏ mâm này vẫn còn dơ nguyên luôn mà, về hồi tối qua khoảng 6-7 giờ gì đó. Anh chị ha, xe 2019 biển số đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái này thì anh chị nào mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ đỡ luôn tốn cái tiền biển số là 20 triệu ha. Biển số này cũng đẹp anh chị ha, 62766 này, 1.2GAT số tự động. Chủ trước này cũng đã lên sẵn luôn cho mình nè, bộ viếng phim trách nhiệm, bộ bè che mưa. Còn nội thất ở trong này thì cũng lên luôn cho mình là bộ ghế da này, đi bao sạch sẽ, bao êm luôn. Camera hành trình phía trước cũng có sẵn luôn nè anh chị ha. Đầu DVD này, đầu VD zin theo xe, camera gear thì chắc chắn là không thể thiếu rồi. Các nút bấm hầu như là còn nguyên ha. Xe mới đi có 8.700 cây thôi, hầu như là như mới rồi. 2019, năm nay 2022. Đây anh chị thấy không? 8.742 cây, hầu như là còn như mới luôn rồi. Chủ bị một đời chủ từ đầu, biển số đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Có sẵn cho mình này, ghế da lót sàn simili này, nội thất ở phía sau anh chị thấy nha, bộ ghế da hầu như là còn như mới. Xe này rất là ít đi luôn, biển số đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị nha. Một đời chủ từ đầu luôn. Anh chị thấy không? 40 mâm xe này ngày hôm qua chạy về từ nhà khách chạy về tới công ty không? Bên em cũng chưa gọi xin gì hết luôn, còn nguyên luôn. Này anh chị cùng em xem qua nha, cái phần năm sản xuất của xe, mặt đồng hồ công tơ mét của xe này, xe màu kem, cái đường chỉ may rất là tinh tế luôn. Đấy, còn đây capo xe của xe nè anh chị ha, anh chị mình xem qua ha, hầu như là còn nguyên luôn, bên em chưa dọn dẹp vệ sinh gì hết luôn anh chị ha. Các đầu mối nè, đấy, capo nè, các đường keo chỉ nè vẫn còn nguyên zin anh chị ha. Và chiếc xe Toyota Vigo 2019 biển số đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh, xe màu trắng, đi được 8.700 cây, bên em đang chào bán với giá là 360 triệu đồng. Anh chị nào yêu thích chiếc xe này có thể liên hệ em qua số hotline 0937003355 và hẹn anh chị ở video kế tiếp. Sau khi xe đã dọn xong, em sẽ quay chi tiết lên từng cái cho anh chị xem nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc video kế tiếp.